Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Văn Lâm. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Văn Lâm kiến nghị phản ánh một số vấn đề về ô nhiễm sông Bắc Hưng Hải và sông Đình Dù gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất, tình trạng doanh nghiệp sản xuất xả thải gây ô nhiễm môi trường, công tác nạo vét tưới tiêu chưa được thường xuyên liên tục dẫn đến khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng làng nghề 3 tại thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh. Cử tri đề nghị tỉnh huyện nâng mức phụ cấp cho cán bộ công tác tại cơ sở, đầu tư kiên cố hóa hệ thống kênh mương và bê tông hóa đường giao thông nội đồng để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, cử tri còn phản ánh về một số tuyến đường trên địa bàn huyện xuống cấp cần sớm đầu tư nâng cấp. Thay mặt các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Văn trân trọng tiếp thu các ý kiến của cử tri, giải đáp một số ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm giải quyết những nội dung cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền.